rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi Số. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Số chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Số chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Tử vi trọn đời hé lộ, hành trình cuộc đời. Tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, từ nay về già, trời Phật ban phước, lộc về giàu khỏe như rồng. Quý vị thân mến, ước mơ sang giàu, nhà đẹp xe xịn, gia đình hạnh phúc từ lâu đã trở thành mục tiêu cả đời của rất nhiều người. Có những người phấn đấu cả đời chỉ mong sao về sau có được ngôi nhà khang trang, con cái thành đạt, không cần thành ông nọ, bà kia, chỉ mong gia đình hạnh phúc. Tiền của dư dôi, chẳng cần phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Thế nhưng cuộc đời vốn là bất định, vận mệnh con người vốn đã được định sẵn. Tại thời điểm này, bạn được quý nhân nâng đỡ, két tinh soi chiếu mà gặp được nhiều may mắn, làm đâu thắng đó. Phú quý lâm môn, bạc tiền vô biên thu hái tiền tỷ của thiên hạ. Nhưng tại thời điểm khác, bất ngờ bạn bị hung tinh chiếu rọi, bị tiểu nhân hãm hại mà lụi bại cơ đồ, dở nợ mất trắng, vận hạn kéo đến triền miên, nợ nần chồng chất. Chính vì lẽ đó mà trong chuyên mục tử vi của 12 con giáp ngày hôm nay thì tử vi xin mời quý vị và các bạn cùng luận bàn về những bí ẩn cuộc đời của người tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, để quý vị biết được vận mệnh của mình sẽ ra sao khi về già, năm nào được hưởng phước lộc trời ban, công danh sự nghiệp tài lộc, tình duyên, sức khỏe và gia đạo sẽ thế nào. Từ đó, quý vị có thể chuẩn bị cho mình những kế hoạch đón lành tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống của mình. Nếu quý vị và anh chị có băn khoăn hay thắc mắc về vận trình của mình thì hãy để lại những thông tin bên dưới phần bình luận để ban biên tập chương trình luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ là nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, cuộc đời của một Kỷ Hợi là một cuộc đời thấm đẫm những thất vọng về nhân tâm, thấm đẫm những đau thương, những sững sờ, ngẩn ngơ. Rất nhiều lần cho đi nhiều hơn là nhận được, rất nhiều thiệt thòi, rất nhiều chán nản vì sự chân tình thẳng thắn nhiệt thành của bản thân. Cuộc đời của tuổi Kỷ Hợi luôn cần họ phải chăm chỉ, vì nếu không chăm chỉ thì chẳng có chút tựu thành về thân. Nó là cuộc đời làm 10 chỉ mong được 5, nhưng rồi bị bầy chim ưng mang tên bạn bè, người thân xâu xé, cuối cùng cũng chỉ còn được 2-3 phần về mình. Cuộc đời của Kỷ Hợi là một cuộc đời hiếm khi được thừa kế, là một cuộc đời mà muốn gì thì phải tự đi mà làm lấy, quy đổi từng giọt mồ hôi, từng giọt nỗ lực, từng giọt nhiệt huyết nhiệt thành, chuyển hóa nó thành vật chất trong tay thì phi là có, hiểu nhầm là lắm. Lừa bạc cũng nhiều, nhưng dù bao nhiêu nghịch cảnh, bị đời gieo bao ưu phiền, ngọn lửa lưu ly trong suốt của Kỷ Hợi chưa bao giờ bị ảm đạm mở phai. Cho tất cả những gì Kỷ Hợi đã trải, chỉ biết nói cảm ơn bản thân vì đã luôn can trường, lạc quan, sống thiện và lựa chọn trao đi. Nhắc đến Kỷ Hợi là nhớ tới những con người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Trời sinh những người tuổi Kỷ Hợi được Phật Di Lặc ban trí tuệ, Phật A Di Đà Như Lai bảo hộ, Phật Thích Ca Mâu Ni ban phúc. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của tuổi Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản tuổi Kỷ Hợi luôn biết cách cân bằng điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét,
làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại dựa dẫm vào ai. Những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung quả quyết. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, tuổi Kỷ Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình. Những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Đặc biệt, tuổi Kỷ Hợi rất thân thiện và hòa đồng. Sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người tuổi Kỷ Hợi. Họ sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho những lỗi lầm của người khác. Dù đi đến đâu, tuổi Kỷ Hợi lại có người yêu quý, ngưỡng mộ tới đó. Thế nhưng, những người này không bao giờ tỏ ra vẻ kiêu ngạo, phô trương. Tuổi Kỷ Hợi có cuộc sống an nhàn và lạc quan, họ luôn tươi cười, vui vẻ với những người xung quanh. Nhiều người cho rằng tuổi Kỷ Hợi lười biếng và không có ý chí phấn đấu, dễ dàng an phận, cuộc đời tầm thường. Đó hoàn toàn là một đánh giá sai lầm, bởi thực chất tuổi Kỷ Hợi có sự thông minh và quyết đoán, họ cũng phải vượt qua chặng đường khó khăn trước đó. Chỉ là họ không nói ra, mà luôn quan sát để chờ đợi thời cơ thực sự đến với mình. Đối mặt trước khó khăn, áp lực của công việc có người nhăn nhó, khó chịu, có người kêu ca chán nản, tuổi Kỷ Hợi lại khác. Họ luôn trong tư thế đối mặt với khó khăn, thử thách. Thái độ ung dung, tinh thần lạc quan của họ chính là một thứ vũ khí sắc bén, giúp những người này vượt qua khó khăn. Kỷ Hợi theo ngũ hành thuộc mệnh mộc, hay còn gọi là bình địa mộc. Phần lớn người mệnh mộc có tính cách khá cứng rắn và dứt khoát. Thế nhưng với người mang nạp âm bình địa mộc, đôi lúc lại mềm lòng và yếu đuối. Cũng chính điều này đã giúp họ ngày càng hoàn thiện bản thân, có nhiều mối quan hệ tốt trong cuộc sống. Những người này đều thành công từ hai bàn tay trắng, bởi thế họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ. Dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Người tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc thường rất khiêm tốn, có nhiều phẩm chất tốt đẹp, biết cảm thông, bao dung với người khác. Họ luôn lạc quan và rộng mở tấm lòng trong cuộc sống của mình. Vì vậy, tuy cuộc sống còn nhiều ưu phiền, trắc trở, nhưng họ vẫn luôn an tâm, lạc quan, tiến tới. Họ cũng thường khoan dung với chính bản thân mình. Vận mệnh, tử vi trọn đời người tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, về đường công danh sự nghiệp. Người tuổi Kỷ Hợi có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời của mình, nhưng họ không bao giờ tham lam, ích kỷ vì lợi ích của bản thân mà làm tổn hại tới người khác. Khi làm việc, những người này khá cẩn thận, chậm chạp nhưng vô cùng chắc chắn. Sự tỉ mỉ, cần cù và tấm lòng nhân hậu sẽ giúp họ trở thành những công dân có ích, tâm huyết với nghề. Cuộc sống của họ lúc nào cũng bình yên, đơn giản như tính cách của họ vậy. Người tuổi Kỷ Hợi không thích tranh chấp, mâu thuẫn trong cuộc sống, thậm chí tránh xa những con người nhỏ nhen, ích kỷ. Bởi vậy, họ thích hợp với những công việc mang tính chất xây dựng cộng đồng. Nếu như tham gia công việc có sức cạnh tranh ác liệt, họ sẵn sàng chịu thua về mình và rút lui ngay từ thuở nhỏ. Họ đã ham học hỏi, tìm tòi mọi thứ xung quanh. Sự kiên nhẫn và tỉ mỉ giúp tuổi Kỷ Hợi thành công trong các lĩnh vực như ngành nghiên cứu khoa học, thiết kế hay công nhân viên chức. Dù giỏi kiếm tiền, nhưng họ nổi tiếng là những người tiêu quan quan phí. Bởi vậy, tuổi Kỷ Hợi sẽ không thích hợp với các vị trí quản lý tiền bạc, tài sản. Nếu làm ăn kinh doanh, tuổi Kỷ Hợi có nhiều điểm mạnh cần phải được phát huy nhiều hơn. Với sự khéo léo trong giao tiếp, ứng xử, tuổi Kỷ Hợi tạo dựng được nhiều mối quan hệ hợp tác làm ăn lớn. Con mắt tinh tế và óc phân tích sắc sảo giúp họ có cái nhìn khách quan, chính xác về nhu cầu của thị trường, từ đó quyết định đẩy mạnh mặt hàng cần kinh doanh. Tuy nhiên, nếu muốn công việc diễn ra thuận lợi hơn, tuổi Kỷ Hợi cần phải suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định điều gì đó.
Hơn nữa, trong những tình huống gấp rút bất ngờ, sự quyết đoán mới chính là yếu tố giúp họ giải quyết vấn đề. Nếu có đam mê với kinh doanh, họ nên thử sức với lĩnh vực buôn bán bất động sản. Tuổi Kỷ Hợi là người lạc quan, tích cực, nên trong cuộc đời, khi gặp khó khăn, họ luôn nghĩ rằng trong cái rủi có cái may. Dù chuyện xui xẻo bày ra trước mắt, họ vẫn tìm được điểm tích cực để vững tin vượt qua khó khăn. Cuộc đời họ cũng gặp nhiều may mắn, khi khó khăn thử thách đều được giúp đỡ từ quý nhân, bạn bè, người thân cũng giúp sức tận tình, làm họ có hậu phương vững chắc vượt lên. Nhờ vậy mà Kỷ Hợi chắc chắn sẽ gây dựng được cơ ngơi đáng nể khi bước vào giai đoạn trung niên. Chỉ cần Kỷ Hợi biết nắm bắt cơ hội thì có thể nói, khoảng thời gian sắp tới sẽ là những tháng ngày huy hoàng rực rỡ trong cuộc đời của họ. Điểm báo tử vi cho thấy rằng, giai đoạn hậu vận sẽ chính là thời điểm tuổi Kỷ Hợi bùng nổ trên nhiều phương diện. Từ năm 60 tuổi trở đi, nhiều cơ hội may mắn ùn ùn kéo đến, sự nghiệp thành công, tài lộc dồi dào, tình cảm, sức khỏe thăng hoa rực rỡ, về gia Kỷ Hợi sẽ có cuộc sống an nhàn và sung túc đủ đầy. Tuy cuộc sống của họ lúc nào cũng bình yên, nhưng không ít lần tuổi Kỷ Hợi mất mát tài sản vì sự cả tin của mình. Trong công việc, họ rất chuyên tâm, một khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ dồn hết tâm trí và sức lực vào công việc. Tuy nhiên, vì đôi khi ý chí chưa vững vàng nên gặp trở ngại, dễ nản lòng, thoái chí dễ chịu ảnh hưởng bởi dư luận. Thấy người ta cười chê thì lập tức coi nhẹ bản thân. Lời khuyên dành cho tuổi Kỷ Hợi là hãy vững lòng học cách bảo vệ quan điểm của mình. Tuy nhiên, đừng quá bảo thủ, mọi chuyện đều theo ý mình thì rắc rối nhỏ sẽ biến thành phiền phức to. Khi có vấn đề, quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh, đầu óc tỉnh táo, biết bàn bạc thương lượng với mọi người để tìm ra cách giải quyết, khắc phục hậu quả tốt nhất. Về phương diện tài lộc, người tuổi Kỷ Hợi được thần tài nâng đỡ, cả vận chính tài và thiên tài đều rất tốt, dù là làm kinh doanh, làm thuê hay đã nghỉ hưu thì đều được lộc trời ban. Hãy vững tin với lựa chọn của mình, dám nghĩ dám làm, sai thì đứng lên làm lại, chắc chắn thành công sẽ mỉm cười. Có điều hành sự nên nhìn trước, ngó sau, suy xét kỹ càng trước khi thực hiện để bảo toàn tiền bạc, gia sản Kỷ Hợi nhé. Theo tử vi học, tài vận của người tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, rất hanh thông, là con giáp tiền tài dưỡng phát nhất trong số 12 con giáp, trời sinh nhiều tài lộc. May mắn vào vận cuối, chỉ cần Kỷ Hợi nỗ lực nắm bắt cơ hội, chăm chỉ, cần cù làm việc thì tài lộc không mời mà tự tới, cuộc sống sung túc, an nhàn cho tới cuối đời. Thời trẻ, Kỷ Hợi không quá yêu tiền, họ nghĩ chỉ cần cuộc sống bình yên thì tiền bạc cũng chỉ là phù du. Sau khi bước ra xã hội và đi làm, Kỷ Hợi sẽ dần nhận ra tiền bạc rất quan trọng. Họ không còn sống một cuộc sống xa hoa như trước nữa, tiết kiệm hơn, cũng sẽ nghĩ cách kiếm nhiều tiền hơn. Tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc dường như có khả năng cuốn hút hạnh tài, vì thế mà có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn những người khác. Bản mệnh chỉ cần không mất bình tĩnh là hoàn toàn có được tài lộc dồi dào trong tay. Khi xử lý việc quan trọng nên bình tâm, tĩnh khí, đừng để những chuyện xung quanh làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của mình. Ngoài ra, hãy nhớ chú ý tới các mối quan hệ giao hảo xung quanh. Nó cũng có thể là những quý nhân đem tới sự trợ giúp bất ngờ trong công việc và cuộc sống. Nhìn chung thì vận tài lộc của người tuổi Kỷ Hợi rất rực rỡ trong việc kinh doanh, buôn bán, cần phát huy sức hút cá nhân, sẽ phát triển thuận lợi. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hãy dũng cảm tiến tới nắm bắt cơ hội trước mắt. Bước vào giai đoạn hậu vận, Thái Dương các tinh mang đến may mắn cho Kỷ Hợi, các khí vượng, Kỷ Hợi có thể sẽ được quý nhân trợ giúp khá nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Từ 66 tuổi trở đi, có ấn quan kết hợp, Kỷ Hợi hoàn toàn có thể giải quyết ổn thỏa những nhiệm vụ được giao dù có khó nhằn đến đâu.
Đó là nhờ ý chí và quyết tâm cao độ đối với mục tiêu của bản mệnh này. Đương nhiên, quá trình đó không thể tránh được khó khăn, bởi làm gì có con đường đi đến thành công nào trải bằng hoa hồng, nhưng kỷ hợi đều có thể vượt qua hết thảy. Về mặt tài chính, kỷ hợi có tiềm năng lớn để phát triển và thành công trong giai đoạn này, và đây cũng là thời điểm tuyệt vời để kỷ hợi tiết kiệm, lập ngân sách và đầu tư vào các mục tiêu tài chính dài hạn. Từ 66 tuổi trở đi, kỷ hợi không chỉ nên học hỏi, cập nhật những phát triển của ngành và tận dụng các cơ hội để học các kỹ năng và kiến thức mới, mà còn phải duy trì thói quen đó. Điều này có thể giúp kỷ hợi duy trì tính cạnh tranh và nâng cao giá trị. Từ 66 tuổi trở đi, tài lộc của tuổi kỷ hợi dượng, cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, cho thấy tính chủ có thu nhập chính và thu nhập phụ cùng gia tăng. Thêm nữa, kỷ hợi làm kinh doanh sẽ gặp nhiều thuận lợi trong chuyện buôn bán vì có thêm thực thần tạo cho nhiều cơ hội. Thu tài lộc về tay, con người sẽ có ba loại mệnh: thành công sớm, thành công muộn, hoặc sẽ không làm nên trò trống gì. Những người đạt được thành công sớm một cách dễ dàng thì có thể có thời khắc huy hoàng ngắn ngủi, nhưng sau đó lại dục tắt hoặc mờ nhà dần. Với những người phát triển muộn thì khởi đầu có thể họ không tốt, nhưng nhờ thời gian dài tích lũy thì họ có thể tiến lên và đuổi kịp những người khác. Với những người không làm nên trò trống gì thì cả đời họ đều sống bình thường, đủ ăn, đủ mặc, có thể coi như không có chút thành tựu nào. Tại sao chúng ta thường nói 40 không lăn lộn, 50 mới biết khổ? Lý do là bởi trải qua sự chìm nổi của năm tháng đầu, kỷ hợi mới hiểu được những khó khăn của cuộc sống là gì. Trước đó, kỷ hợi cũng cần phải vượt qua rào cản 53 tuổi, rồi 61 tuổi, những một cột mốc quan trọng của đời người đã xô ngã không biết bao nhiêu số phận. Ở cái tuổi 66 thì kỷ hợi đã đi qua dốc bên kia cuộc đời. Bước vào độ tuổi này, sức khỏe của kỷ hợi đều suy giảm, dễ mắc nhiều căn bệnh. Nếu dùng quá nhiều sức lực cho công việc hoặc toan tính một điều gì đó, thì sức khỏe lại càng nhanh xuống dốc. Thậm chí, có nhiều người không qua khỏi được giai đoạn này. Nếu kỷ hợi nào may mắn vượt qua được sẽ có thể sống khỏe mạnh, còn một số người rất dễ lâm bệnh gặp tai ương. Ở tuổi 66 này, kỷ hợi cần đối mặt với hai nguy cơ rủi ro. 1. Đứng trước bờ vực thất nghiệp không thể kiếm tiền do áp lực mà cuộc sống ngày càng mệt mỏi. Cuộc đời kỷ hợi không chỉ có chông gai mà còn luôn tiềm ẩn những khó khăn. Đừng nghĩ rằng đi làm nên sống nhờ vào đồng lương để nuôi gia đình nên mất việc thật sự là cơn ác mộng. Đặc biệt, càng già thì vấn đề tìm việc làm với người kỷ hợi lại càng là điều bất khả thi. Rủi ro thứ hai, thường xuyên gặp các vấn đề về thể chất và khủng hoảng sức khỏe ngày càng nghiêm trọng. Sau tuổi 60 thì cơ thể kỷ hợi ngày càng kém đi, sức khỏe cũng đi xuống. Tuy nhiên, nếu không có vấn đề nghiêm trọng về thể chất, thì tính chủ có thể tiết kiệm được một số tiền không nhỏ. Có câu chỉ cần ngọn đồi xanh tươi, thì đừng lo không có củi. Là gì vậy? Chăm sóc cơ thể tốt là chìa khóa để trở nên giàu có và may mắn. Sau tuổi 60, thất bại đáng sợ nhất của kỷ hợi không phải là không có tiền, mà là nuôi dạy con cái không nên người. Thành công lớn nhất của một người chính là thành công của gia đình, hay nói một cách thẳng thắn hơn là thành công của việc bồi dưỡng, giáo dục con cái. Thành công này không được định nghĩa bằng việc con cái trong nhà phải được nhận vào các trường đại học danh tiếng hàng đầu, mà đó là sự khỏe mạnh về thể chất và cả tinh thần, có sự ngay thẳng và tự tin. Đối với kỷ hợi, từ 66 tuổi trở đi, hầu hết con cái đã bắt đầu bước vào xã hội. Quá trình tìm kiếm việc làm của các con chính là vấn đề khiến kỷ hợi lo lắng. Lo cho con không có học vấn cao, không có bằng cấp từ các trường xịn, không có quan hệ để dựa dẫm, nhờ giả sẽ bị chèn ép, hay thậm chí lo họ sẽ không chống chọi được với những cám dỗ của cuộc đời. Tất cả đều là những nỗi lo thường trực trong lòng mỗi bậc phụ huynh.
có Kỷ Hợi lúc này mới hối hận vì trước kia chỉ mãi lo công việc kiếm tiền mà bỏ bê gia đình, không dành nhiều tâm huyết cho việc nuôi dạy con cái. Bây giờ khi các con đã khôn lớn và định hình tính cách, dù tính chủ muốn can thiệp hay thay đổi cũng đã muộn. Nếu Kỷ Hợi không dạy con mình, cuối cùng xã hội sẽ dạy chúng theo cách tàn nhẫn hơn. Chính vì lẽ đó, nuôi dạy con cái không nên người trở thành một trong những thất bại đáng sợ nhất của Kỷ Hợi sau tuổi 60. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, tính chủ sẽ biết trân quý hơn người bạn đời đồng cam cộng khổ trong đời mình, biết trân trọng hơn đứa con đã trưởng thành và những người bạn cũ luôn kề vai sát cánh. Bấy lâu nay, tình thân, tình bạn, tình yêu, những điều này dần sẽ trở thành những điều quan trọng trong số những điều được coi trọng trong lòng Kỷ Hợi. Tâm danh lợi của Kỷ Hợi cũng dần tiêu tan. Kỷ Hợi sau 60 tuổi, sức khỏe không còn như trước, tính chủ càng hiểu rõ hơn về sự yếu nhược của sinh mệnh, hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe. Sức khỏe là vốn liếng của sinh mệnh. Không khi nào Kỷ Hợi lại có trải nghiệm sâu sắc như thế về sức khỏe như ở độ tuổi này. Bản mệnh sẽ chú trọng tới việc dưỡng sinh hơn trước và bắt đầu tích cực rèn luyện. Kỷ Hợi sau 60 tuổi đã có sự đánh giá khá chuẩn xác về bản thân mình. Tính chủ rất ít khi dao động, khiến tâm trạng lên lên xuống xuống vì một chuyện gì đó. Trải qua bao nhiêu năm vất vả, Kỷ Hợi cũng có một điều kiện kinh tế nhất định, tham vọng tiền tài cũng không còn mạnh mẽ như khi còn trẻ nữa. Ở giai đoạn này, sức khỏe mới là điều quan trọng với Kỷ Hợi. Để duy trì sức khỏe tốt, người tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc có thể thực hiện các biện pháp sau: duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và cân đối, bao gồm nhiều rau quả, thực phẩm giàu chất xơ và chế độ ăn đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng. Thực hiện các bài tập thể dục đều đặn để duy trì sự linh hoạt và sức mạnh cơ bắp, đảm bảo giấc ngủ đủ và chất lượng, giấc ngủ đầy đủ và đều đặn, giúp cơ thể phục hồi và tái tạo năng lượng, tránh căng thẳng và áp lực quá lớn bằng cách tìm hiểu các phương pháp giảm stress như yoga, thiền định hoặc tập thể dục. Thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và điều trị kịp thời. Đặc biệt, tuổi Kỷ Hợi cần tạo ra môi trường sống lành mạnh và thoải mái. Điều này bao gồm việc giữ gìn môi trường xung quanh sạch sẽ, tránh tiếp xúc với các chất độc hại và tạo ra không gian thư giãn để nghỉ ngơi. Ngoài ra, Phật độ mệnh của người tuổi Kỷ Hợi là Phật A-di-đà. Nếu con giáp này mang theo bên người những vật tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng thì sẽ được Phật A-di-đà che chở, bảo vệ, phù hộ độ trì vượt qua những đoạn bệnh tật, đau ốm. Quý vị khán giả đang xem video với nội dung Tử vi trọn đời hé lộ, hành trình cuộc đời. Tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, từ nay về già, trời Phật ban phước, lộc về giàu khỏe như rồng. Tiếp theo là vận trình lưu niên người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Xem vận trình lưu niên của tuổi Kỷ Hợi, con giáp này xướng họa kiếp tài trong năm Tý. Vì thế mà chuyện làm ăn kinh doanh gặp nhiều khó khăn, mưu sự gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, ngờ có sự cứu trợ của các tinh thái dương, bản mệnh chỉ cần cố gắng làm việc thì ắt tìm ra phương hướng giải quyết về phương diện tình duyên không khả quan. Đào hoa có xuất hiện song đa phần là đào hoa xấu, năm Sửu. Năm Sửu đem tới cơ hội chuyển vận cho con giáp này. Con đường làm ăn của bạn có nhiều yếu tố thuận lợi, dù làm trong lĩnh vực gì cũng có khả năng kiếm tiền về đầy túi. Giữa năm có kẻ tiểu nhân xuất hiện gây trở ngại, song không phải vấn đề gì lớn. Năm này bạn chỉ cần hành thiện tích đức thì có thể đạt được mọi điều mà mình mong muốn. Năm Dần, bước sang năm Dần, bạn gặp phải nhiều sự cố bất ngờ, các kế hoạch đặt ra cũng không được thuận lợi như dự kiến. Tuy nhiên, chỉ cần bạn không đầu hàng khó khăn thì mọi việc vẫn có cơ hội chuyển biến, thậm chí
Có người biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân. Năm Mão, xem vận trình lưu niên của tuổi Hợi thấy, năm Mão bản mệnh có khả năng chuyển họa thành phúc, tiền bạc đổ về túi ào ào không hết, giữa năm, con giáp này còn có cơ hội thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, cuối năm kẻ tiểu nhân tác oai, tác quái, hành sự không còn thuận lợi như trước, bạn cần thận trọng. Kẻo công lao đổ sông đổ bể, năm Thìn, trong năm được chính quan soi chiếu, con đường sự nghiệp của bản mệnh ắt rực rỡ, sáng lạng. Nhiều người được nắm quyền hành trong tay, người đi xa lập nghiệp cũng hứa hẹn được đón nhận nhiều tin mừng. Tuy nhiên, năm Thìn vẫn có họa phá tài nhỏ, bạn chớ nên chi tiêu phung phí hoặc nghe theo lời dụ dỗ của kẻ không đáng tin. Năm Tỵ, năm này, người thường xuyên di chuyển hoặc người đi xa lập nghiệp, gặp được nhiều may mắn, thách thức, trở thành cơ hội để bạn khẳng định bản thân. Chuyện hợp tác đầu tư diễn ra thuận lợi, bạn có thể tìm gặp được đối tác ăn ý, khiến tiền đổ về túi cả hai đều ổn định. Năm Ngọ, dù người tuổi Hợi gặp phải bất trắc trong năm, nhưng thường được các tinh tương trợ, mọi việc đều có thể được tháo gỡ. Năm này, tài vận hanh thông, nhiều kế hoạch trước đó của bản mệnh đem tới kết quả tích cực. Hãy hài lòng với những gì mình đang có, bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Năm Mùi, căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, người tuổi Hợi nhìn chung là thuận lợi trong năm Mùi. Bạn có thể tự tạo ra cơ hội cho mình nếu tập trung vào sự nghiệp, nói ít làm nhiều. Tuy nhiên, năm này không thích hợp đi xa, không nên nhảy việc, nên chú ý hoàn thành các nhiệm vụ còn dang dở. Năm Thân, xem vận trình lưu niên của tuổi Kỷ Hợi thấy rằng, năm Thân họa khẩu thiệt thì phi phát sinh nhiều, bạn cần hành sự thận trọng, tránh gây thù chuốc oán với người khác. Người làm ăn kinh doanh cũng dễ gặp phải bất trắc, cản trở may mắn, đến cuối năm hung vận giảm bớt, bạn vẫn thu về lợi nhuận nhất định. Năm Dậu, nhiều biến động sẽ xuất hiện trong cuộc sống của người tuổi Hợi trong năm này. Bạn cần thận trọng khi hành sự, nếu không dễ phá tài, công sức bỏ ra không thu được thành quả tương xứng. Tuy nhiên, người theo đuổi con đường công danh sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Bạn chú ý mở rộng mối quan hệ thì ắt kết giao được với quý nhân. Năm Tuất, bản mệnh khó nắm bắt được các cơ hội trong năm này. Tuy nhiên, nếu chăm chỉ, cố gắng suốt cả một năm thì vẫn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Năm Tuất, bạn không nên ngại khó khăn, vất vả, hãy coi đó là cơ hội rèn luyện bản thân. Đồng thời có thể trong quá trình đó bạn sẽ lọt vào mắt xanh của quý nhân. Năm Hợi, trong năm, bản mệnh con giáp này cần chú ý đến việc kết giao bè bạn. Nếu không dễ tin lầm kẻ xấu, sự nghiệp lên xuống bất ổn, hành sự khó khăn, bạn cần phải thực sự kiên trì, hạn chế mâu thuẫn với người khác, tài vận cũng bất lợi. Bạn cần hạn chế đầu tư, tốt nhất là tập trung hoàn thành những nhiệm vụ còn dang dở, tương sinh tương hợp và nguyên lý phong thủy. Dành cho người tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Phật bản mệnh, mỗi con giáp đều có một vị Phật hoặc Bồ Tát bảo vệ, che chở và phù hộ cho mình, tùy vào ngày sinh hoặc ngày kết hôn, gọi là Phật độ mệnh, Phật bản mệnh hoặc Phật hộ mệnh. Thông qua 12 nhân duyên, thiên can, địa chi và năm yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, không khí, Phật giáo Mật Tông đưa ra thuyết tám vị bản tôn chủ quản 12 con giáp. Trong 12 con giáp này, Phật bản mệnh tuổi Kỷ Hợi là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là một trong các vị thần có tuổi thọ vô lượng, thọ không thể lượng được tuổi thọ. Ngài là vị giáo chủ của cõi cực lạc phương Tây. Phật A-di-đà được biết đến với 48 lời nguyện lớn trước khi trở thành Phật. Một trong những lời nguyện đó là sẵn sàng tiếp dẫn chúng sinh. Khi chúng sinh niệm danh hiệu của Ngài, Ngài phù hộ chúng sinh, giải trừ mọi phiền não, nhọc nhằn, vất vả, có khả năng sáng tạo đem lại lợi ích cho cả gia đình và xã hội, góp công xây dựng sự nghiệp nhà Phật, từ bi hỷ xả cho muôn loài. Nhận được sự bảo hộ của Phật A-di-đà,
Nếu người tuổi Hợi mang theo người những vật tượng trưng của ngài hoặc dốc lòng thờ cúng sẽ được Đức Phật che chở, bảo vệ. Ngài sẽ dẫn đường chỉ lối vượt qua gian nan, thử thách, hóa giải kiếp nạn, nhận được nhiều may mắn, cả đời an lành. Các tường, Đức Phật A-di-đà là Đức Phật làm giáo chủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Ngài có các tên gọi khác là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ. Ngài cùng với Quan Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát được gọi là ba vị thánh của phương Tây. Tuổi Hợp làm ăn với Kỷ Hợi. Sinh năm 1959, tuổi Kỷ Hợi hợp với Mão và tuổi Mùi. Tam hợp quý nhân mang lại may mắn, tiền tài, phúc lộc. Vì vậy, tuổi Kỷ Hợi nên hợp tác giao hảo với hai tuổi này để tăng hiệu quả trong việc làm ăn và nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống. Người tuổi Hợi kỵ nhất là tuổi Dần, tuổi Thân và tuổi Tỵ. Nếu kết hợp làm ăn với tuổi này, vận thế sẽ đi xuống nhiều. Hướng phong thủy, nam mệnh tuổi Kỷ Hợi hợp với các hướng như Tây Nam, Tây Bắc và hướng Tây. Làm nhà những hướng này thì sẽ giàu có, làm ăn có lãi, tài phát lộc nhanh chóng, con cháu thông minh, đỗ đạt cao, gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, người trong nhà lương thiện, tài lộc dồi dào, theo phúc đức để lại. Nữ mệnh tuổi Kỷ Hợi hợp với các hướng như hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam và hướng Tây. Làm nhà những hướng này thì giàu sang phú quý, nhân khẩu tăng, sức khỏe mọi người tốt, tuổi thọ cao, gia đình hạnh phúc, con cái thông minh và thành công trong cuộc sống. Màu sắc phong thủy hợp mệnh Kỷ Hợi. Sinh năm 1959, người sinh năm 1959 hãy thường xuyên sử dụng các màu tương sinh hoặc màu bản mệnh để gặp nhiều may mắn, dạng sự hanh thông. Hạn chế sử dụng các màu kỵ để tránh vướng vào rắc rối. Màu bản mệnh: xanh lá, xanh lục. Màu tương sinh: đen, xanh dương, đỏ, cam, tím, hồng. Màu kỵ: trắng, xám, ghi, vàng, nâu đất. Thưa quý mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi, qua mỗi video, Tử Vi luôn muốn gửi gắm đến quý mệnh chủ một điều gì đó có thể giúp mệnh chủ tốt hơn. Mệnh chủ cũng đừng quên nghe theo lời dạy, sống giản đơn để cả đời suôn sẻ, không phiền não. 1. Suy nghĩ kỹ trước khi nói, lời nói chẳng mất tiền mua, nhưng không vì thế mà nói rằng nói bậy, gây tổn thương cho mọi người xung quanh. Nói ít mà chất lượng còn hơn nói nhiều mà không ích lợi gì. Hãy quản chặt chiếc miệng của mình, bớt một vài câu tranh luận, cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều. Gặp chuyện đừng vội nhanh nhẩu quyết định. Dù đã có đáp án đúng thì cũng cứ từ từ, bởi biết đâu sẽ còn phương pháp giải quyết lý tưởng hơn. Đứng ở góc độ khác nhau sẽ có ý kiến không giống nhau. Bản thân mỗi người cần học cách thay đổi tư duy, tiết chế cảm xúc để phù hợp với môi trường sống. Và nên nhớ, nếu không bị coi là vô duyên thì đừng bình luận về người khác. Thế gian này không có vô duyên, vô cớ yêu thương, và cũng không có vô duyên, vô cớ thù hận. Đừng nên can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác, chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được rồi. 2. Biến chuyện to thành nhỏ, nhỏ thành không có, cố gắng sống đơn giản, biến những chuyện tưởng chừng khó khăn, phức tạp, không lối thoát thành giản đơn, nhẹ nhàng, như thế, tâm mới thanh tịnh, lòng mới an lành để vui sống suốt cuộc đời. 3. Tôn trọng người yêu thương, đứng xa kẻ tiểu nhân, không cần thắc mắc tại sao người khác yêu thương mình. Khi tiếp nhận tình yêu phải dùng sự tôn trọng, yêu mến nhiều hơn để hồi báo họ, cũng đừng bao giờ lừa gạt tình cảm của người khác, cho dù bạn không thích, cho dù người ta có khuyết điểm, đó là tài phú mà bạn có dùng tiền cũng không mua được. Với kẻ tiểu nhân, cần phải nhường nhịn, lùi một bước biển rộng trời cao, trêu chọc tiểu nhân là động chạm đến phiền toái. Từ trước đến nay, thời đại nào cũng có tiểu nhân và chỉ nên đứng xa mà nhìn. 4. Việc ta, ta gánh, đừng phiền hà người thân, đừng để những điều không thuận lợi trong công việc, sự nghiệp làm ảnh hưởng đến người nhà,
càng đừng để bất hòa trong gia đình làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Làm như vậy rất không có lợi, vì cả gia đình và sự nghiệp đều bị ảnh hưởng, thậm chí bị tổn thất, nhất là nam nhi đại trượng phu, phải có trách nhiệm với cả gia đình và sự nghiệp. Nếu gặp khó khăn trong cuộc sống, bạn có thể tìm về nơi mái ấm gia đình để được thư giãn và tiếp thêm sinh lực. 5. Không lừa người, cũng đừng để người lừa mình, dựa vào lừa gạt người, hạ thấp người để nâng cao bản thân. Kết quả chỉ là để lộ ra sự vô tri và bần cùng của bản thân. Ngược lại, bản thân cũng cần phải dưỡng được tố chất tốt đẹp và tri thức uyên bác để kẻ lừa gạt không dám đến gần, để lúc nào cũng vui vẻ tận hưởng cuộc sống. 6. Muốn dựng cơ đồ không cần phải nói với người khác. Người nói giỏi chưa chắc làm đã giỏi, người dám vỗ ngực ta đây thành công chưa chắc đã đứng được trên bậc vinh quang. Chính vì thế, muốn dựng cơ đồ trước khi thành công, không cần phải khoe khoang cho người khác biết. Hãy sống thật đơn giản và khiêm tốn. Nếu như bạn thành công thực thụ, không cần nói thì tiếng lành đồn xa, người khác tự khắc biết. Ngoài ra, người xưa nói, người biết sống là phải biết nhìn xa, trông rộng, nhưng cuối cùng phải thuận theo tự nhiên, nghĩa là sao? Muốn cuộc sống thênh thang không đau khổ thì thấm nhuần lời dạy này của ông bà sẽ giúp bạn vươn tới hạnh phúc, nhìn xa để đừng mắc kẹt. Trong đời sống, nhìn xa ý chỉ người có tầm nhìn tốt, có thể bao quát rộng lớn vấn đề, nhìn được những điều chưa diễn ra, nhìn được những thứ ngày hôm sau có thể xảy ra. Những người nhìn xa thường để nắm bắt, đề ra mục tiêu tốt đẹp, khao khát lớn, nhìn được việc sẽ xảy ra trong tương lai, để mà định liệu mọi việc. Tầm nhìn xa sẽ giúp bạn tỏa sáng, sẽ đạt được mục tiêu, sẽ lấp đầy cuộc sống và nâng cao cảnh giới của bạn. Nhìn xa còn là để biết hệ quả của việc mình làm hôm nay nhằm đặt giới hạn cho mình, để tránh việc xấu, tăng việc mang lại kết quả tốt đẹp. Những người nhìn được xa là người có hiểu biết, đứng cao mới có thể phóng tầm mắt ra xa. Trong đời người, ai nhìn được càng xa thì sẽ càng hiểu được quy luật của cuộc đời. Nhìn được càng xa càng có tầm bao quát tốt, nên mọi quyết định càng phù hợp đúng đắn hơn. Nhìn rộng để hiểu cuộc đời, nhìn rộng tức là nhìn vấn đề ở nhiều góc cạnh hơn, không giới hạn mọi việc trong kinh nghiệm cũ của mình. Nhìn rộng là người sẵn sàng trải nghiệm điều mới và biết tôn trọng sự khác biệt để bao dung trong mọi việc, không thành kiến với người khác bởi trải nghiệm của bản thân. Do đó, khi nhìn được rộng thì người ta sẽ sáng suốt bao dung hơn. Những người có tầm nhìn xa và rộng là những người hiểu được thiên hạ, biết được chuyện sẽ diễn ra thế nào, hiểu thấu được nhân duyên quả, nên sẽ có những quyết định đúng đắn, sáng suốt, không vội vàng hấp tấp. Nhìn rộng là biết được thế giới ngoài dùng rộng lớn chứ không chỉ giới hạn quanh gia đình, địa phương của mình, từ đó có những đánh giá tốt hơn, mở rộng tầm nhìn, mở rộng trải nghiệm và nâng cao kiến thức cho mình. Tại sao cuối cùng phải thuận theo tự nhiên? Nhìn xa nhìn rộng thường là người đứng trên cao, ở cao mới nhìn được xa rộng, đứng cao tức là người có kiến thức trải nghiệm và có vị trí. Thế nên, người nào có tầm nhìn càng xa, càng rộng thì vị trí quyền lực, vai trò càng lớn. Nhưng trong đời sống này, điểm kết cuối cùng vẫn là thuận theo tự nhiên. Bạn phải nỗ lực để mở rộng, nâng cao tầm nhìn. Nhưng mọi chuyện diễn ra còn có mệnh trời, giống như Gia Cát Lượng nhìn thấu mọi việc, nhưng chỉ biết chấp nhận bởi mệnh trời khó cải, cố cải mệnh trời chỉ càng thêm đau khổ. Người biết thuận theo tự nhiên sẽ cố gắng hết mình, nhưng không cố chấp, không giữ trong lòng nhiều chấp niệm thì cuộc sống sẽ bình an. Trong cuộc đời này, những gì thuộc về mình sẽ là của mình, không thuộc về mình thì cố tranh giành rồi cũng sẽ mất. Những gì đã là mệnh trời thì khó cải, thuận theo tự nhiên cũng là không cố cưỡng cầu, chỉ cần cố gắng. Những người có tầm nhìn xa, nhìn rộng thì lại càng hiểu được việc phải thuận theo tự nhiên. Thế nên họ là người luôn có tâm thái bình an, thanh thản trước mọi việc. Trước đắng cay được mất, những người này sẽ sống lâu hơn, có tâm hồn bình thản và cơ thể khỏe mạnh hơn,
biết cho đi và biết cả chấp nhận. Những người hiểu được ba điều trên, thực hành được ba điều trên thì sẽ không phải cưỡng cầu gì cả, mà tự thân họ đã nhiệt quyết cố gắng hết mình, sau đó bình thản chấp nhận những kết quả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Tử Vi. Tử Vi hy vọng rằng những dự đoán và lời khuyên từ kênh sẽ giúp quý vị tìm thấy sự bình an, thịnh vượng và hướng đi đúng đắn trong cuộc sống. Hãy tiếp tục đồng hành cùng Tử Vi để khám phá thêm nhiều bí ẩn và lời dạy của cổ nhân. Chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, thuận lợi và đạt được những ước mơ của mình. Đừng quên nhấn like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào từ Tử Vi.